Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Bắc thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Kết quả quét thử xổ số miền Bắc giải nhất 13777, giải nhì 05191, 695 1, 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.